Bây giờ chị đi thử coi chị đi được làm sao chị cứ đi. Thấy không? Và cái khó khó chịu nhất là gì? Đi để dễ chịu nhất là gì? Chị cứ đi đi, đi thử coi. Đó. Bước tới. Đó. À, đi rất khó vậy đó hả? Dạ, đi rất khó. À. Mà đi rất là đau. Đi rất đau, rất khó. Mà chóng mặt nữa thầy. Mà chóng mặt nữa, đúng rồi. Đúng. Riêng cái chóng mặt không thì chị không làm làm cho chị không đi nè. Chóng mặt kinh khủng. Chóng mặt không. Cái mắt của tôi nó hả? Hoa mắt hết rồi. Nó hoa mắt hết. Rồi, rồi. Ok. Là tất bắt đầu từ là bao giờ chị bị bệnh? Dạ, từ năm 1985 á. 85 tới bây giờ. Dạ. Rồi, mọi người biết đó là cái chị này bị cái gì không? Mà từ trước tới nay đáng lý bác sĩ phải khám ra. Nè, chị này chị bị tổn thương toàn bộ cuộc sống lưng cổ của chị này. Thấy ghê chưa? Mà chính vì cái tổn thương đó nó chèn những cái thần kinh đó, rồi nó làm cho thứ mặt, rồi nó làm cho tới lưng, rồi nó làm cho tới đủ thứ đó. Nè, bây giờ là giống như bây giờ cái dây mà nó buộc lại, bây giờ mình tháo dây ra. Mọi người sẽ thấy là tôi chỉnh cái cuộc sống nhẹ nhàng thôi một chút xíu đó. Khác hết rồi. Bây giờ. Bây giờ không có thuốc mê hết. Chỉ cần nghe là tôi là nhịn ăn rồi hút không khí rồi chồm đá đàng hoàng. Thấy không? Bệnh phổi thôi. Tiền mua đá đó này. Tiền mua đá. Rồi nè, nhắm mắt lại đi. Thở nhẹ nhàng đừng gồng gì hết đó ha. Nó giống như mà cái hồi xưa giờ mà cái sợi dây nó cột lại á. Bây giờ nó tháo dây rồi. Mềm mềm người ra. Thấy không? Rồi, thả lỏng ra. Thả lỏng người ra, đó, thả lỏng ra. Đúng rồi, quá tốt. Đó. Rồi qua, để về về nha, mềm người ra. Mềm người ra, cái đố bà. Rồi hét lên ta như cái đuôi. Một bà. Bây giờ mình miếng mình đốt nó vô. Tại vì cái này á, là hồi xưa giờ mấy cái gân rồi nó liệt á. Bây giờ cái bấm đau dữ lắm. Ôi da đau quá thầy. Đau quá thầy. Nó đau lắm. Đau quá. Nhưng mà chịu được. Nó căng nghe được. À, phải. Tại vì hồi xưa giờ bị bệnh á. Cái là nó bị giống như cái mình giống như cái gì nó bó lại đó. Bây giờ là nó rãn ra hết rồi. Đó. Cứ thả mạnh đi, hớp hớp, hớp mạnh quá, cứ hớp, hớp khí đi. Cái đó mừng là được thầy. Được. Bây giờ vô rung 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 rung. Đó, thấy không? Đó. 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 Xong rồi. Chạy nhanh lên. Chạy. Tôi chịu trách nhiệm à. Chạy. Ấm. Không ngờ rằng bây giờ anh biết hết rồi. Tại vì mấy cái chúng ta buộc thắt ra mở ra hết rồi. Mà chị có ngờ rằng là 30 năm chị không dám chạy, bây giờ dám chạy ha? Có chứ, không nghĩ bao giờ chạy được hết. Vậy hả? Dạ. Nhưng bây giờ chị trở lại bình thường rồi. Dạ, 16 năm về trước thầy hả? Ừ, bây giờ ngon lành rồi. Thôi, chúc mừng! Hốt đi anh em! Chùm game nào anh em! Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0326 811 258.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.